Thamaya Namo Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin phép đọc bài kinh điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được chánh giác, không có thể chứng được niết bàn, không có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỳ kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được niết bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến người không có nhiệt tình, không có sợ hãi, biến nhát, không tinh cần, nhiều hôn trầm thụy miên, không biết đến xấu hổ, không có lòng tôn kính vị tỳ kheo như vậy, không có thể đạt tới tối thượng chánh đẳng giác. Ai giữ được chánh niệm, thông minh tu thiền định, nhiệt tình biết sợ hãi và không có phóng dật, sau khi chặt đứt được kiết sự sanh và già, ở đây có thể đạt chánh đẳng chánh đẳng giác vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong rồi. Con mời vị kế tiếp, hãy mời Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Bụt Thầy nhá. Dạ sa thú, kính cảm ơn tâm pháp. Dung Nguyễn ơi, lúc nãy Nhật Quỳnh thấy Dung Nguyễn đưa bàn tay, Dung Nguyễn đâu rồi? Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm, dường vào đạo tràng. Và sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư có thể cầm mic đọc bài cùng với chúng con không bạch sư? Nếu được thì dạ con kính nhân mic đến sư. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Dạ, sư xin đọc bài bắt đầu từ không có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỳ kheo, tỳ kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được niết bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều nói lên người không có nhiệt tình, không có biết sợ hãi, biến nhát, không tinh cần, nhiều hôn trầm thủy miên, không biết đến xấu hổ, không có lòng tôn kính vị tỳ kheo như vậy,
không có thể đạt tới tối thượng chánh đẳng chánh giác. Ai giữ được chánh niệm, ai giữ được chánh niệm thông minh, tu thiền định, nhiệt tình, biết sợ hãi và không có phóng dật, sau khi chặt đứt được kiết sử sanh và già, ở đây chánh đẳng chánh giác vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Mười bốn La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe như vậy. Và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, tỳ kheo không có nhiệt tình, không có thể chứng được chánh đẳng chánh giác, không có thể chứng được niết bàn, không có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỳ kheo, tỳ kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được niết bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi ách, khỏi khổ ách. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến người không có nhiệt tình, không có sợ hãi, biến nhát, không tinh cần, nhiều hôn trầm thủy miên, không biết đến xấu hổ, không có lòng tôn kính vị tỳ kheo như vậy, không có thể đạt tới tối thượng chánh đẳng chánh giác. Ai giữ được chánh niệm, thông minh, tu thiền định, nhiệt tình, biết sợ hãi và không có sự phóng dật, sau khi chặt đứt được kiết sử, sanh và già, ở đây có đạt chánh đẳng chánh giác vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Bồ Phật, thưa Cô Nhật Quỳnh, thưa Đạo Tràng, sư đã đọc xong. Không biết sư đọc có đúng không ạ? Kính mời quý vị cầm mai nha. Dạ, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư thành tâm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá Dung Nguyễn ơi, Dung Nguyễn có đọc bài không? Có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Dung Nguyễn ơi. Rồi, mời Dung Nguyễn nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tâm Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Tâm, Sư Minh Hạnh. Và con kính chờ các cô trong đại tràng. Con xin đọc bài 18. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có chứng được chánh giác, không có thể chứng được niết bàn, không có thể chứng được vô thượng an ổn mọi các khổ ách. Này các tỷ kheo có nhiệt, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được niết bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các ác khổ. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây đều được nói đến người không có nhiệt tình, không có biết sợ hãi, biến nhát, không tinh cần, nhiều hôn trầm thủy miên, không đến biết đến xấu hổ, không có lòng tôn kính vị tỳ kheo như vậy, không có thể đạt tới tối thượng chánh đẳng giác. Ai giữ được chánh niệm, không minh tu thì nhiệt tình biết sợ hãi và không có phóng dật, sau khi chặt đứt được kiết sử sanh và già, ở đây có thể đạt chánh đẳng giác vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con đọc bài xong, nhà con xin gặp lại cha quý cô ạ.
Dạ, sa thú cảm kính cảm ơn Dung Nguyễn. Phố Biển ơi, Phố Biển có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Nãy giờ Nhật Bình thấy Phố Biển chạy ra chạy vào hoài, có nghe âm thanh Nhật Bình không? Có lên đọc bài được không? Cho Nhật Bình một tín hiệu ạ. Năm ông hai giá. Phố Biển ơi là Phố Biển. Dạ, cảm ơn Rằng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Rồi, đi ngoài đường, thở nghe đi ha. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Nam mô Bích Thai dạ. Dạ sa phú. Dạ sa thú, sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm đã cùng dạy chúng con ôn bài tiểu bộ kinh 34 La Mã. Dạ Nhật Bình kính cảm ơn Dung Nguyễn. Xích Tâm Pháp, Xích Trần Đạo, Xích Tâm Phương, cô nghe pháp Xích Đặng Đông đã hoan hỷ lên đọc bài. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu tiểu bộ kinh số 35 là Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước ban luôn chờ, trời lỡ mọc đậm nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lọc giá đời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm vị thính giữ pháp từ, đó là nhóm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp hay đàn tử, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá. Con xin được đọc bài tiểu bộ kinh 35 La Mã. Dạ cảm ơn Rằng Đông. Này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, phạm hạnh được sống không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi ích lợi dưỡng cung kính danh vọng, nghĩ rằng mong rằng quần chúng biết đến ta. Này các tỳ kheo, phạm hạnh được sống vì mục đích chế ngự và vì mục đích đoạn tận. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nghe. Với mục đích chế ngự, với mục đích đoạn tận, không kể người nói gì, Thế Tôn đã thuyết giảng. Thế Tôn đã thuyết giảng về nếp sống phạm hạnh, một nếp sống đưa đến thể nhập vào niết bàn. Đường này là con đường được các bậc đại nhân, được các đại ẩn sĩ noi theo và thực hiện. Và những ai dẫn chân chính trên con đường ấy như Đức Phật đã dạy sẽ làm khổ lắng dịu. Và thực hành làm đúng như lời đạo sư dạy, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được. Nam mô Bích Tha giá. Và bản chính kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt
Đại chúng đông rung, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sư, có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu để con dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư. Dạ nam mô Bụt Tha Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Thanh Tâm, Đệ Đức Phấn cùng Chư Tôn Đức. Kính chào những cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài 35 La Mã. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe đọc phần chánh kinh, chánh văn. Bây giờ chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo, đảnh lễ tâm tắc trước khi giảng bài học hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakavantang Apikwa Debi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng giác, thủ thiên như sư bi trí vẹn toàn. Sakato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, hậu chuyển mê khai ngộ lối đắc lạc. Subhatibano Phagavato Savakasanko Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc cổ phàm là mô phàm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mừng Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bích Tha Gia. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là bài học số 35. Trước khi vừa rồi thì chúng ta đã nghe đọc cái phần chánh kinh rồi, bây giờ chúng tôi lặp lại để chúng tôi giảng. Đức Phật ngài dạy phạm không địch lực quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích lợi ích lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng, mong rằng quần chúng biết đến ta. Này các tỳ kheo, phạm hạnh được sống với mục đích chế ngự, vì mục đích đoạn tận. Như vậy thì ở đây đó, cái con đường phạm hạnh, con đường phạm hạnh mà mình được biết như là một trong những cái con đường đạo lộ mà xưa nay các bậc thánh hiền đã đi qua. Và đối với Đức Phật á, là một vị chánh đẳng giác là Samma Sambuddho, và ngài đã triển khai, ngài đã giảng dạy con đường phạm hạnh này mà các bậc thánh đã đi qua. Và con đường này đó thì phải nói là chư Phật quá khứ cũng đã đi qua, và chư Phật tương lai cũng sẽ đi qua, và chư Phật tại đang giảng và đã đi qua những điều. Thì con đường phạm hạnh này nên là đạo lộ đưa đến giải thoát, hay gọi là đạo đế, hay là con đường gọi là giới, định và tuệ. Như vậy thì cái đời sống tu tập này đó, cái mục đích lớn nhất là làm sao để đoạn tận phiền não. Mà muốn đoạn tận phiền não thì một người thì hạnh và thành tựu về tuệ thì cái vị đó mới có thể đoạn tận được phiền não, đoạn tận phiền não. Ở đây đó thì chúng ta thấy một điều, đó là cái lý tưởng tu tập của thập ngày xưa đó cho đến ngày hôm nay thì Đức Phật vẫn dạy cho chúng ta mục đích là để
chế ngự và để đoạn tận phiền não, để đạt được sự giải thoát. Ngày nay thì quý vị biết không, cái lắm lúc đó, cái đời sống tu hành nó do tác động, xã hội tác động. Một phần thì cái nhìn nhận, nhận thức của xã hội ngày nay, một phần là do cái xã hội nó tác động, làm cho một cái người tu sĩ đó, nó một bộ phận nào đó có thể là vì lý do này, lý do nọ, nhưng mà không đạt đến, không thực hiện đến cái mục đích chính của cái đời sống tu tập phạm hạnh, đó là chế ngự để đoạn tận phiền não, mà là chạy rong. Ý chúng tôi muốn nói là nhiều khi là mình lại hướng đến ở bên ngoài quá nhiều, hướng đến bên ngoài quá nhiều. Ví dụ như là hoàn cảnh trói buộc ha, ràng buộc, hoàn cảnh buộc người ta. Bây giờ mình tu sĩ đó thì mình không thể nói là ở rừng hay ở đâu nữa, mà là buộc phải là ở nơi chùa chiền, nơi thì tự viện, nói chung là như vậy. Thì nó khác với ngày xưa. Rồi ngày nay đó thì thấy rằng là một vị tu sĩ thì phải có nhiều cái phận sự ở bên ngoài, mà ít khi lại có một cái thời gian hướng về ở nội tại. Nội tại tức là ở trong tâm của mình, ít khi, cũng có, nhưng mà rồi đó là do cái hoàn cảnh buộc như vậy. Nhưng mà bây giờ ở đây đó là cái mục đích đó, tu tập của một người tu đấy, thì là làm sao chế ngự phiền não. Trước tiên đó là Đức Phật ngài nói là không phải là vì mục đích sống, không phải sống phạm hạnh, không phải là vì mục đích lừa dối quần chúng. Ví dụ như chúng ta nhiều ngày nay đó là, thí dụ như bản thân của mình sống nó không có tập với chính mình, thật với chính mình. Có nghĩa là một người tu đó mà không có thật với chính mình, có nghĩa là tự bản thân mình hư đốn, tự bản thân mình sa đọa. Nhưng mà rồi là mình ra cái vẻ như là một cái người mà có đạo đức, có đạo đức. Rồi từ ở cái đạo đức đó đó, nói mượn cái đạo đức đó đó, mà người ta nhiều cái hình để che đậy đi những cái sai lầm của chính mình, sai lầm của chính mình. Và có thể nói rằng bản thân của mình tự lừa dối chính mình. Cái thứ hai là mình tạo một cái sự lừa dối cho những người chung quanh, cho những người chung quanh, tức là quần chúng á, quần chúng. Ví dụ như là chúng ta thấy nhiều khi mình chủ trương một cái pháp môn gì đó, cái pháp môn đó, ví dụ như là mình thấy đây đó lâu lâu có một cái cũng dựa vào Phật giáo, đây là cái pháp môn đặc biệt, cái pháp môn trực chỉ, cái pháp môn đi thẳng, vân vân, thì nhiều thứ lắm. Dạ, nhiều thứ lắm. Nhưng mà mình thường là mình nói ra những cái pháp môn cho rằng cái pháp môn cao siêu, môn này là pháp môn chánh đáng, chứ không phải là tà giáo, vân vân. Thì mình cứ đưa ra như vậy, nó không phải là chánh giáo và cũng không phải là chánh kiến. Những cái thí dụ như Đức Phật ngài dạy cho chúng ta cái con đường giới, định và tuệ, mình không quan tâm, nhưng mà mình lại quan tâm tới một cái gì đó mà nói rằng cái sự cầu nguyện của một tha lực, của một đấng, của một vị Phật nào đó, nó dựa theo Phật mà, dựa theo Phật, của một vị Phật nào đó
thì được, khi mà lâm chung sẽ được một vị Phật nào đó mà tha thiết khẩn cầu cầu nguyện, thì Phật đó sẽ rước cho cái người đó. Chúng ta thấy, và nhiều khi đó rồi cũng lại tạo nên cái sự kiến nữa, tạo nên sự tà kiến nữa, tức là người ta lầm tưởng rằng có một cái sự cứu rỗi nào đó của một vị Phật nào, vân vân. Thế là dù là người ta còn đang sống mà gần chết ấy, gấp gần chết rồi bỏ cho, không cho uống miếng nước, không cho uống thuốc, nghĩa là không cho ăn, không cho gì hết, mặc dù ăn cũng không nổi, nhưng mà rồi cũng không chữa thuốc luôn, cũng không chữa bệnh luôn, có nghĩa là bỏ đó, rồi là cầu một vị Phật nào, niệm một vị Phật nào đó để được Phật đó rước. Thật sự ra thì cái điều đó Phật rước hay không đó, thì chúng ta biết, nhưng mà trước mắt là chúng ta đã đánh mất đi cái đạo đức của con người, phận làm con hay phận làm cháu, phận làm vợ làm chồng hay là cái gì đó, chúng ta đánh mất đi cái đạo đức căn bản. Mà ở đó chúng giống như Việt Nam chúng ta có cái câu là còn nước còn bác, có nghĩa là người thân mình mà có bệnh đi nữa thì mình cố gắng mình chạy mình lo, chứ không có thể nào chừng nào mà coi như là không còn có khả năng chịu trại nữa thì tự động mà chết thôi, chứ không thể nào bỏ được vậy được. Mà thế mà cũng có những một số người họ theo đó, mục đích lừa dối, mục đích lừa dối. Rồi kìa, bản thân nữa là nhiều cái pháp môn nữa, nhiều cái chủ trương nữa, nhiều lắm. Như vậy thì bản thân không hướng cái điều chính đáng mà lại hướng đến những cái điều tà bại, làm cho người ta tà kiến, làm cho người coi ta có cái gọi là tà tư duy nữa. Người ta tư duy ê dê nè, không phải là vì mục đích nịnh hót, có thể là vì danh, vì lợi dưỡng, lợi ích ấy, được ích về vật ấy, người ta sẽ nịnh hót, bỡ đỡ người này, bỡ đỡ người kia, vân vân. Này, chúng ta biết là những cái pháp mà đưa đến địa ngục là sao? Tư vị gì thương, tư vị gì ghét, tư vị gì sợ, tư vị không hiểu biết. Cái tư vị đó, những cái pháp tư vị đó đó là dễ dẫn người ta xuống địa ngục lắm. Mà nếu như về mục đích nịnh hót để được lợi về mình, hay được gì cung kính về mình, hay là được danh vọng về mình, thì rõ ràng là cái này nó xa với lại cái mục đích chính của cái người tu tập, đó là mục đích đoạn tận, mục đích chế ngự và đoạn tận phiền não, đó là mục đích chính. Như vậy thì ở đây đó là, nếu mà mình nhìn kỹ lại đó, thì Đức Phật dạy cho chúng ta ngày xưa đó mình một điều, đó là cho đến ngày hôm nay vẫn có giá trị. Đó là vì sao Đức Phật dạy là luôn luôn hỏi tự trong cái tám cái tiêu chí của chánh pháp thuộc trung Tăng Chi Bộ Kinh á, thì Đức Phật ngài đưa ra tám cái tiêu chí. Trong đó có một cái tiêu chí, đó là Phật hỏi rằng là tự mình đặt lại cái, tự hỏi mình coi mình có ưa cái nơi thanh vắng hay không, tức là có ưa cái nơi độc cư thiền định hay không, hay là mình thích ồn ào, thích ầm ĩ, thích cái này thích cái kia. Thì mình tự mình đặt lại cái câu hỏi đó. Khi nào mà mình đặt lại cái câu hỏi đó, tự hỏi bản thân của mình có ưa nơi độc cư thiền định, một cái nơi thanh vắng để mà mình có những cái lúc mà mình an tâm của mình vào trong cái đề mục tu tập đó, thì hỏi mình coi có như vậy không. Khi nào mà mình còn có những điều đó, có nghĩa là mình còn ưa mến chánh pháp đó. Chúng ta nhớ có một cái câu Phật ngôn Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Pháp Cú đó, là vị tỷ kheo mến pháp, thích pháp, suy tư pháp, tâm tư hàng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Đức Phật ngài dạy như vậy. Cho nên là mình thích, mình mến, tức là mình hoan hỷ ở trong cái việc thực hành pháp, rồi tâm tư của mình luôn luôn suy nghĩ đến pháp, và như vậy thì mình vừa tư duy vừa tu tập ở trong pháp của Đức Phật, đặc biệt là pháp học lẫn pháp hành. Mình suy tư ở pháp học,
suy tư ở pháp hành, rồi mình tự đem cái điều của Phật dạy để mà mình thực hành, thì như vậy thì mình không có rời bỏ chánh pháp được. Không rời bỏ chánh pháp. Vì vậy cho nên là cái mục đích tu tập ở đây đó là mục đích để chế ngự phiền não. Chế ngự. Mà chế ngự ở đâu? Chế ngự từ ở thân và tâm của mình, hay là các căn của mình. Không chế ngự thì không thể nào. Phải chế ngự. Tức là mình phải có cái sự phòng hộ. Phòng hộ tâm của mình, phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân, phòng hộ ý. Như vậy là chỉ chung là cái phòng hộ từ ở nơi cái tâm của mình. Mà có phòng hộ là phòng hộ bằng gì? Trước nhất á, là mình phải phòng hộ bằng giới. Phải có sự phòng hộ bằng giới. Chứ không có phòng hộ bằng giới là không được. Giới là sự chủ ý để tránh xa những cái hành vi ác xấu. Nếu mà mình không có chuyện mà mình tránh xa những hành vi ác xấu từ thân khẩu ý của mình, thì mình rõ ràng là mình không thể nào mà mình thanh tịnh quá được. Nếu mà mình không có tránh xa chủ ý để mà mình tránh xa những hành vi ác xấu đó, thì mình không thể nào trở thành một cái người để có thể thanh tịnh được. Thanh tịnh được. Bởi vì cái tâm mà muốn được an tịnh thì phải có giới rồi. Nếu mà giới không có thì không thể nào tâm được an tịnh. Cho nên là trong thanh tịnh đạo thì Ngài Bố Thí Cô Xá Ngài dạy rằng là, Ngài nói rằng là giới là gì? Giới là tạo nên sự bất hối. Bất hối tức là khi mà một người mà giới được tốt đẹp đó, giới không bị lấm đớm, giới không bị lũng rách, giới không bị hư hoại đó, thì cái người đó họ không có cái sự, không có cái sự hối hận. Dạ quý vị có nghe lại chưa? Dạ quý vị có nghe lại chưa? Cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Hiền Rạng Đông. Như vậy thì ở đây đó, giới là một cái điều kiện tiên quyết để giúp cho một cái vị hành giả không có cái sự hối hận. Bởi vì chúng ta thấy rằng, chúng ta nhớ ở trong Di Diệu Pháp có một cái tâm gọi là trạo cử, trạo hối. Một cái gọi là cái pháp truyền cái là trạo hối. Và trong Di Diệu Pháp á, thì có một cái sở hữu hối: sân, tật, lận, hối. Cho nên là để, và chính cái đó nó là một cái trạng thái làm cho lao chao, phóng túng ở nội tâm, tâm không thể định tĩnh. Như vậy thì giới được thanh tịnh là một trong những cái cách phòng hộ. Một phòng hộ ở đây đó là mình phòng hộ lời nói, phòng hộ hành vi. Mình cố ý mình tránh xa những điều đó. Bởi vì một khi mà đã lỗi lầm thì dễ dàng sinh ra những cái điều mà hối hận về sau lắm. Hối hận về sau, bồn chồn, lo âu, hối hận về sau. Cái điều mà phòng hộ nữa đó là gì nữa? Phòng hộ bằng niệm. Tức là chúng ta nói gì thì nói, tu gì thì tu. Nhưng mà có một điều đó là khi nào cũng vậy, lúc mà chúng ta làm việc này việc kia thì chúng ta cũng giữ cái tâm của mình có một cái đời sống chánh niệm. Đi ra đi vô, mình làm công việc gì thì mình phải giữ cái tâm của mình phải có đời sống chánh niệm. Mà niệm là một cái sự ghi nhận. Như Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng Sati Sapachanyan
cha Lankara. Chánh niệm và tỉnh giác đó là hai pháp có nhiều tác dụng, cho nên chánh niệm là sự ghi nhận diễn biến đang diễn ra thân và tâm của mình, ghi nhận và biết rõ những sự diễn biến đó, đó là cái điều cần thiết. Bởi vì tâm ta đó là luôn luôn bị các dục quay cuồng, mình cứ nhớ việc này việc quá khứ, việc chưa tới, nghĩ tưởng diễn cảnh việc chưa tới tức là việc tương lai, rồi là những cái việc mà nó đã qua rồi thì chúng ta nghĩ đến những điều đó. Thì khi mà mình nói mình đang nghĩ ở đây là nó đã qua rồi, ra nó cũng qua luôn. Còn cái việc chưa đến thì hoàn toàn không, chưa có thể gì mà để chúng ta nghĩ. Mà đâu đối với một người mà ghi nhận, thí dụ như là một người, một cái đề mục lấy một hơi ra vào, mình được ghi rõ như lên xuống được ghi thì cứu Đức Phật dạy là tâm trí trong như giữ cái gì bằng là cái tâm đó là một cái điều. Bởi vì tu tập có nghĩa là mình thuần thiều quá cái tâm của mình vì mục đích chế ngự. Đời sống chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Cho nên là cái người tu á, dù là ví dụ như chúng ta thấy rằng là nhiều khi mình hoạt động nhiều thứ ở cạnh một, bây giờ mình làm việc này, một sao mình làm việc khác, thì tâm của mình vô trong cái đời sống chánh niệm á thì chạy theo cái trần cảnh là nhiều. Trong kinh Pháp có dạy là theo các quy của phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Trí là có nhiệm vụ là mình phòng hộ của mình, giữ cái tâm vẫn giữ cái tâm. Những cái thời gian đêm về chúng ta nghỉ ngơi hoặc những cái ta ngồi gì đó, chúng ta vẫn có cái thời gian để chúng ta bằng đời sống chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Thì cái đó cũng là gọi là ngày nay đó, thì nhiều khi á, mình thường đặt ra cho mình một cái thành quả của cái tu tập. Sự thật ra thì không phải là mình không có đặt ra mình một cái mục đích cuối cùng, nhưng mà chúng ta cũng không vội, nóng vội trước một cái gì thành quả, trước một cái thành quả nào. Chúng ta cũng vẫn giữ tâm của mình một cách điều đặn, tu tập một cách điều đặn, thường xuyên và không có buông lơi, Chứ nhiều khi rồi mình tích cực trong một khoảng thời điểm nào đó, rồi cái một thời gian cái mình bỏ xó nó, mình dễ vui, mình chểnh mãn với những cái phận sự của mình, mình lo tu tập nữa, rồi lo cho thật nhiều, rồi lại bỏ nữa. Chúng ta thấy có nhiều chiếc xe đó chạy giống như chiếc xe vậy đó. Chạy
chạy cho nhanh thật nhanh, đậu lại rồi cái gì lý do này hoặc lý do nọ rồi lại chạy tiếp nữa, không bằng một người chúng tôi nghĩ rằng mình đều không phải là mình cứ chậm rãi, mà rõ ràng là mình cứ bước đến đâu thì mình chắc đến đó, chạy đến đâu thì mình biết đến đó. Tức là mình giữ cái nội tâm một cách điều lực của chính mình á, thì cái việc mà thành tuệ, thì nếu một người mà tu tập á, mà không có phòng hộ cho cái tâm của mình bằng, không có phòng hộ cho của mình bằng niệm, thì biết chừng nào, biết khi nào, hoặc ít ra ở đây đó chúng tôi nói, mình tu thiền cũng không có nghĩ rằng mình sẽ đắc cái này chứng kia chi. Mặc dù là cái việc mà mình, mục đích đến của mình á, là mình vẫn cũng mong muốn là thành tựu được quả vị giải thoát, nhưng mà chúng ta cũng không nên nóng vội hay là mơ tưởng trong những cái chưa thực, trong những cái mà chúng ta chưa đạt được, thì chúng ta đừng, miễn sao cái tâm của mình nó được an lạc là được rồi. Khi mà mình lâm chung, cái tâm mình có chánh niệm, hoặc là đời sống hàng ngày của mình có chánh niệm, thì đó là cái tốt. Luôn luôn mình nhớ đến cái ân đức của Tam Bảo, luôn luôn mình nhớ đến cái việc mà chánh niệm tỉnh giác trong đời sống tu tập của mình, thì đó là mình nói trên cái phương diện trao dồi cái nội tâm, trao dồi cái nội tâm. Có một điều đó là khi chúng ta thấy rằng là cái con đường phạm hạnh mà xưa nay các bậc thánh đã đi, cũng như là mình nói đến các cái bậc ẩn sĩ ở trên non cao đó, cái vị đó đó cũng phải nói rằng là nỗ lực rất là lớn. Nhờ nỗ lực rất là lớn mà các vị ấy chứng đắc được thiền định. Mà chư vị thánh đệ tử của Đức Phật mình nhìn lại đó, thì các ngài đó cũng đi theo cái con đường phạm hạnh này, cũng thực hành cái con đường phạm hạnh này. Rồi các vị ấy cũng thành tựu được. Và nhiều khi đó, chúng ta thấy rằng là ngày xưa đó, thời Đức Phật đó, thì cái nhiệm vụ chính là trao dồi cái nội tâm, học Phật Pháp để trao dồi nội tâm. Cho nên có một vị trưởng lão đệ tử của Đức Phật, dường như là ngày Ratthabala, chúng tôi nhớ có một cái vị trưởng lão. Và vị trưởng lão đó khi mà xuất gia cũng tuổi đã cao niên, vị trưởng lão này khi mà mới bước chân vô xuất gia, chuẩn bị xuất gia, thì xuất gia xong thì hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, ở nhà có bao nhiêu cái phận sự, tức là cái việc làm của một cái vị tu sĩ? Thì Đức Phật ngài trả lời là Ganthatura Vipassanatura, có nghĩa là phận sự pháp học và phận sự pháp hành. Thì cái vị tỳ kheo này mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con nay xuất gia cũng đã cao tuổi rồi, con xin Đức Thế Tôn cho con đi theo cái con đường gọi là Vipassanatura, tức là phận sự pháp học pháp hành. Rồi cái vị trưởng lão này xin Đức Phật những cái đề mục, rồi là lẳng lặng đi vô trong nơi thanh vắng á, cái nơi thanh vắng, ăn sâu thanh vắng như vậy, vị này lo trao dồi thiền định tu tập. Chẳng bao lâu sau thì cái vị này chứng đắc quả vị A-la-hán. Cho nên nếu mà mình nói các vị đó đó, để mà mình thấy rằng vừa là cái nỗ lực công phu tu tập, nhưng mà cũng phải là cái pháp độ phải nói là được đầy đủ. Chứ còn nếu mà mình nỗ lực tu tập mà cái pháp độ, cái phước, cái duyên của mình chưa đủ á, thì mình có nỗ lực thì cũng khó, khó thành tựu. Cho nên nó phải cộng thêm cái yếu tố pháp độ. Pháp độ tức là những cái hạnh nguyện, cái sự nỗ lực của mình ở trong đời sống,
mình đã có thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, rồi các cái pháp độ như bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, rồi tinh tấn, khí nguyện, nguyện chân thật, mình phải có để nghe của Đức Phật giác ngộ thì pháp độ ba cũng đã giác ngộ được. Thì đại của Đức Phật được chứ còn là sai dời. Đối với họ thì rất là sai dời, đối với họ là cái điều gì đó không thể làm được, không thể làm được. Thì phải nói rằng đó là cái hạnh. Nhưng mà họ nỗ lực, nhưng các cái pháp độ ba la viên thành tựu được. Phải nói rằng họ đã tạo được cái việc thực hành của mình. Con phạm hạnh tức được như này, giới một những cái là một điều gì đó để làm cho quý vị hành hối hận của sự hối. Làm vị hành giả thành tựu được bốn kỳ chứng, chứng là như vậy. Tức là ở một khía cạnh nào đó thì cái vị hành giả có một cái sự trụ tâm nhất định và đắc định được, đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Phải nói là vị đó thành tựu. Và tuệ tức là cái trí tuệ rộng mở và trí tuệ cắt đứt đi những cái chướng ngại phiền não. Tuệ ở đây là gọi là tuệ trong đạo quả, đạo tuệ hay là quả tuệ, mà đặc biệt là nói đến đạo tuệ. Quý vị biết rằng nó là nói đến đạo chỉ có một sát na thôi, nhưng mà sát na đó đó với bằng những cái động lực để nó cắt đứt những phiền não thông qua tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Bản chất của một người phàm phu là chấp thủ, bản chất của người phàm phu là chấp thủ. Thì sở dĩ mà chấp thủ là do ái, do ái, từ dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hay là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Thì do cái ái đó là cái sự dính mắc đi tìm kiếm đó, rồi đưa đến cái sự dính ôm ấp không buông bỏ, đó là thủ, liên quan đến dục thủ, liên quan đến giới cấm thủ, liên quan đến kiến thủ và liên quan đến ngã chấp thủ. Từ cái thủ đó đó cho nên là chúng ta chấp rằng cái này tôi, cái này là tự ngã của tôi, cái này là của tôi, của tôi, cái gì cũng tôi rộng hết á, cái ngã chấp thủ này dính vậy đó.
cho nên là không có bỏ được. Trong giáo lý duyên khởi thì chúng ta thấy rằng ái thì duyên cho thủ, thủ thì duyên cho hữu. Cái phiền não là phiền, là chất xúc tác, là cấu uế, là vợ nhơ của nội tâm chúng sanh, là chất xúc tác tạo nên cái đời sống sanh tử luân hồi này. Vì cái chất xúc tác này tạo nên cái đời sống luân hồi này, khiến cho chúng sanh có những cái hành động, mà hành động chứa chấp của ái ở trong đó, của phiền não trong đó, liên quan đến phúc hành, phi phúc hành và bất động. Có những hành động mà toàn là bất thiện thôi, bất thiện thôi, hoặc là bị tham, bị sân, bị si chi phối, khiến cho họ tạo những cái nghiệp bất thiện. Theo như diệu pháp thì sở hữu tư đó, phối hợp với lại 12 tâm bất thiện đó, thì tạo ra cái nghiệp xấu. Đặc biệt là 11 tâm bất thiện tạo ra nghiệp xấu, trừ cái tâm si hoài nghi ra, ý xâm ti phóng dật ra thôi. Như vậy thì 11 tâm còn lại đó tạo ra cái nghiệp bất thiện đó, là bởi vì tham, bởi vì sân si, cho nên là đưa đến khổ cảnh. Rồi sở hữu tư mà phối hợp với tâm tâm đại thiện, cũng như là tâm năm tâm thiện sắc giới, thì tạo ra gọi là phúc hành, tức là hành động thiện đưa đến cái quả thiện. Quả thiện ở đây đó có thể nói rằng là đưa đến các cả cảnh giới cõi sắc, hầu như là các cõi sắc, 16 cõi sắc á, trừ cõi vô tưởng ra thì tục sinh bằng sắc mạng quyền, còn lại là 16 cõi sắc hầu như là chúng sinh vẫn còn tái sinh, và do cái việc làm thiện đó, nhưng mà có chứa chấp của ái sắc á, ái sắc á, cho nên chúng sanh đó vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp diễn. Rồi tám tâm đại thiện cũng là tạo quả cho tái sanh ở cõi sắc cũng có, nhưng mà có phải nói là tạo ra chúng sanh ở cõi dục giới vui. Dục giới vui tức là từ cõi người, tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Đó là sáu cõi trời, bảy cõi vui tức là cõi nhân loại, và sáu cõi dục giới vui đó là như vậy. Như vậy thì cái phúc hành là tạo ra cái quả rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn chứa chấp ở ở trong cái mà tức là sở hữu tư phối hợp với bốn tâm thiện vô sắc. Cái quả ta tái sinh ở trong cõi sắc nên gọi là bất động hành, bất động hành. Và do có hành động cho nên là chúng ta có cái quả của luân hồi, có cái quả của luân hồi. Quả của luân hồi đó là sanh, xúc, thọ, xúc não. Chúng ta thấy cái quả của luân hồi, cái quả của luân hồi. Vì vậy nên con đường phạm hạnh là cái đường, là thực hành giới viên mãn, thành định được viên mãn, và thành tựu về tuệ được viên mãn, được viên mãn. Nhưng mà muốn được như vậy đó là thực hành giới định tuệ ở trên phương diện tu tập một cách tốt đẹp. Tức là cái mục đích tu tập của Phật giáo không phải vì lừa dối quần chúng, không phải vì định hót quần chúng, hay hoặc là không phải vì lợi dưỡng hay là danh vọng cung kính gì ở đây hết, mà mục đích chính á, của tu tập á, là làm sao chế ngự và đoạn tận phiền não để thành tựu viên mãn cái con đường phạm hạnh này. Mà trong sự một vị tức là bậc thánh A
một vị để thầy tuệ đó. Chỉ cho bậc thánh vô mà Đức Phật ngài dạy Như Lai ra đoạn nhân loại. Nhân loại. Cho nên những cái điều mà Đức Hồng danh Đức Phật ngài, Đức Phật ngài có một cái biết một cách chân chánh, biết một cách tường tận rõ ràng từ cái sự vận hành của thế giới này đó, là chỉ cho cả dục sắc và vô sắc ba cõi, nhưng mà vận hành cả thế giới này đó là chỉ cho cái thân năm uẩn này. Năm uẩn này sở dĩ hiện khởi ra sao, như thế nào, sự vận hành ra như thế nào, Đức Phật là cái người hiểu rõ, gọi là chánh biến tri, là biết một cách chân chánh, biết một cách thấu rõ tường tận. Và đối với Đức Phật thì ngài dạy cho chúng ta là những điều gì thiết thực nhất, để cho chúng ta cần. Cho như là có một lần nọ, khi Đức Phật ngài ở trong cái khu rừng Simsapa, thì cầm của trong tay của Như Lai nhiều, lá trong khu rừng Simsapa này nhiều. Thì chư tỳ kheo mới thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, lá trong khu rừng nhiều hơn là lá trong nắm tay của Thế Tôn. Ngài mới nói này, này chứ nắm lá ở trong tay này, là những gì mà ta biết, ta liễu tri được cái này đó, thì nó giống như những cái pháp môn, những cái điều này điều nọ, cả thế giới này, thế giới này, cả sắc và cái vô sắc này đó, thì Đức Phật ngài đó để đoạn tận giải thoát, đó là như vậy. Do đó nếu người mà xuất gia với đời sống phạm hạnh, thật sự ra thì tu cũng không phải là một kiếp hai kiếp mà mình thành tựu, phải nhiều kiếp. Mà cái người mà thành tựu, thấy họ thành tựu đó, họ thành tựu đó không phải là họ tu một cái việc mà chứng đắc của một bậc thánh trong cuộc đời này, thì phải nói rằng là họ phải làm điều điều thường xuyên này. Cho nên dù là chế ngự bằng giới hay là chế diện bằng niệm, mình luôn luôn suy quán trong cuộc đời này, luôn luôn trong cuộc đời này, quán là vạn vật trên cuộc đời này, thì rõ thật là quả thật là nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã. Nói nghe nó suông vậy đó, nghe ai nói nghe, ồ con biết rồi, con biết là vô thường rồi, con biết là khổ rồi, con biết là vô ngã. Cái biết của mình á, là cũng chỉ là cái biết của một cái trí của cái người, cái trí mà có trí văn thôi, chứ chưa có phải là trí tu, hoặc là chút nào đó chúng ta có được một cái trí tư thôi, chứ cũng không thể nào chưa có được một cái, chúng ta chưa được có được một cái trí tu. Trí tu thì ở đây đó, sự thật ra đó là làm sao mình liễu ngộ ở trong cái trí đạo của mình đó, thì cái điều đó mới là quan trọng. Còn cái biết mà mình biết ở đây, nhận thức ở đây đó là vô thường, cái này nó biến đổi, nó thay đổi vậy đó, nó có già nua, nó có cũ kỹ, rồi nó có hư hao, nó có thay đổi, thì mình biết đó là biết của cái nhận thức của mình về cái trí văn đó, chứ không phải nào mà nói mình có cái trí của cái người mà tự chứng ngộ, tự liễu ngộ bằng cái trí tu của chính mình, trí tu của mình chính mình. Cho nên cái mục đích chính của cái đời sống tu tập phạm hạnh không phải như Đức Phật ngài đã
đã dạy ở đây, Ngài khẳng định rằng là mục đích là để chế ngự, mục đích là gì? Đoạn tận phiền não. Nếu ai mà chưa muốn đoạn tận phiền não thì người đó vẫn còn ầm ĩ, vẫn còn phiền não tồn tại hoài. Còn ai mà quyết tâm á, quyết tâm đoạn tận phiền não thì mình mới biết được là mình đã đoạn tận được bao nhiêu hay là chưa đoạn tận. Thì lúc đó đó mình mới thật sự rằng mình quyết tâm thì mình sẽ có đến lúc á mình mới có thể đoạn tận được. Còn mình không quyết tâm á, thì mình không thể nào đoạn tận được. Là như vậy, lừa dối mình rồi tự mình lừa dối bằng hình thức này hoặc bằng hình thức nọ thì cái đó nó cũng không cái mục đích chính. Không phải vì định móc bởi được cái được lợi, được danh, được cung kính, được cái này được kia. Mục đích chính không phải là tu, giống như là trong kinh Dụ Lỗi Cây thuộc Trung Bộ Kinh vậy đó. Đức Phật Ngài nói là cái người mà thành tựu về cung kính cũng chưa phải, thành tựu về lợi đắc ấy, cũng chưa phải là như vậy. Cái đó không phải là cái người đi tìm lỗi cây, không phải làm sao đoạn tận chế ngự, đoạn tận hết tất cả phiền não để tìm được cái lỗi cây chính đáng, đó là hương vị giải thoát. Chứ không phải là ở chỗ thành tựu lợi đắc cung kính, lợi dưỡng giới gì đó ở đây, mà là cái mục đích chính là đi tìm được cái lỗi cây thật sự, đó là tìm được cái hương vị giải thoát. Mà để có được giải thoát đó thì cái vị đó phải thực hành cái con đường phạm hạnh này, tức là giới, định và tuệ một cách viên mãn, thì vị ấy mới có được một cái nếp sống, hay là thấy được cái niết bàn, thấy được cái niết bàn. Và vì đó mới có thể là đoạn tận hết. Và nếu như những bậc thánh hữu học thì những vị ấy phiền não được lắng dịu từ từ, thì vị đó đã giảm khổ từ từ, rồi lần lượt là dứt trừ hết những cái phiền não, thì vị đó giải hoàn toàn. Là như vậy. Chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu với ý nghĩa qua cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa, và xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta luôn luôn được sự an lạc, để chúng ta vững mạnh tiến tu trên con đường tu tập của mình. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú sa thú. Chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ chúng con kính tri ân thượng tọa. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân minh đến sư. Phật tử sắp bằng mang lăng rạc hành tử sắp bè đê Phật tử sắp bằng bút đa nữ phá quê nê sá đa sá thi phong quanh tử tê Phật tử sắp bằng mang lăng rạc hành tử sắp bè đê Phật tử sắp bàn tham ma sắp về đề của ta sắp bàn sang kha à lúc hoa về nơi xa đà thì phong quan trụ tê tất nhiên phung ở đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà của giáo pháp cho mọi đức của chư tăng thành lợi thường thường người hành và sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh thượng tọa
đầy đức phúc tính cùng chư tôn đức đã hòa rung cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Gia đề hoa ta xâm tiên với nhà ta hoa si ni ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa hoàn tu hu chi ta so thiên ta rôn tệ ta vi ha ra măng đa thể ra cha mát cha na hoa ca cha bít ca vô hi ca đa na pa ti u pa sa ga ma cha ni sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta ba quan tu tế cha la bu cha ye pi cha đa tâm ba hoa sam se đa cha ta a tha vô pa ni ya ni căn thầm ma hoa rằng ba ti